Vâng, và máy bơm nó cho tăng mình mấy bơm là được. Quan trọng là cái phí nó cao một chút. Chả biết nó có phí bao nhiêu đâu. Ngày mai nó không dám tiếp khách. Chè nhà tôi đầy nhà. Chè thì lúc nào tôi chỉ có ở nhà. Một cái khác chứ còn. Đã uống hết đi ông ơi. Hết đi. Cái gì? Ai mới đâu ui. Tôi phải chú nào chú bây giờ đấy. Sử dụng chú gì? Cứ uống nó cái cốc này thì cũng được. Có việc cái đi. Đôi còn đèo tí còn đèo chiến vào đây mẹ. Đèo nó ngủ mẹ giờ không đèo vào tận nơi vào nó đèn chết. Đèo. Đường này nhá. Đi bộ, đi bộ. Không, mẹ này tôi nói câu chuyện này. Đi bộ ra thẳng, đi thẳng. Bây giờ, trước khi đi ấy, tôi đèo đi, vợ nó ở đấy. Bây giờ tôi đèo về, giả tận lơi là chết rồi. Mai nó bắt đèn, tôi đèn làm sao được. Bên đầu nó đi lạc đâu, mai vợ nó bắt đèn thì chết. Đấy, đấy. Căng đấy. Ông cũng phán cho tôi là nếu mà cái máy của ông mà sửa không được thì thôi.